mà đã thấy cô em đáng thương thật đấy. Hóa ra anh chỉ đến thế này thôi à? Làm ơn đấy, ai thấy chiếc nhẫn của tôi thì giả tôi đi. Sao? Anh ơi, anh tỉnh lại đi. Chỉ đến thế này thôi à? Kìa, nghe anh nói đã. Sao? Anh còn gì để nói á? Anh... Còn cả cô nữa. Cô mau cút ra ngoài khỏi cái giường của tôi. Mà đã thấy cô em đáng thương thật đấy. Thôi, em đi trước đây nè. Còn anh đứng đây làm cái gì? Anh mau đi ra anh cho tôi. Nghe anh giải thích đã. Anh đi ra. Kìa, anh xin em đấy. Anh đi ra đi cơ mà. Nghe anh giải thích đã. Kìa, Linh. Vợ, anh xin lỗi vợ vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Anh biết anh có làm gì em cũng không chấp nhận tha thứ cho anh. Anh cũng tự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh không dám nhìn em nữa. Anh quyết định ra đi. Anh sẽ đi tới một nơi rất xa. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Anh để lại đơn ly hôn. Anh đã ký. Em gửi đến tòa đi nhé. Từ nay em chính thức được tự do. Em hãy tìm cho mình một người đàn ông thực sự xứng đáng với em, yêu thương em và trân trọng em. Anh xin lỗi vì anh đã không thể là người đàn ông như thế của em. Tất cả tài sản anh đã sang tên em. Lần cuối anh xin lỗi. Chúc em hạnh phúc. Bà đi lại, làm ơn làm phước thương cho cái kẻ nghèo hèn này. Con lạy ông đi qua, con lạy bà đi lại, làm ơn làm phước thương cho kẻ nghèo hèn này. Cảm ơn cô. Tại sao em vẫn giữ cái này làm gì?
thấy chiếc nhẫn nào ở đây không? Tôi không thấy. Làm ơn đấy, ai thấy chiếc nhẫn của tôi thì giả tôi đi. Nó đây rồi. Anh, có phải anh cũng như thế đúng không? Khi mình lãng mất nhau rồi nhưng vẫn sẽ quay về với nhau. Đi về nhà anh đi. Thôi, em ghét con xề già nhanh lắm. Con xe gà hôm nay đi công tác ở nước ngoài rồi. Thế cũng được. Cô đây rồi. Ai đây? Anh chắc là không biết tôi đâu, nhưng mà cô ta thì rõ lắm đấy. Đúng là hay thật đấy. Này tôi hỏi cô nhá, cô là cái loại con gái gì đấy? Cái loại mà chuyên đi phá vỡ hạnh phúc của người khác à? Này, đây là loại con gái gì? Cô phải lượt em phán xét nhá. Tôi hỏi anh nhá, anh có biết là sau lưng anh ấy, cô ta đang cặp bồ với chồng của tôi không? Cô... Anh bình tĩnh đã. Cô đừng có mà lươn lẹo nữa. Tôi tưởng là chồng tôi vẫn bỏ tôi đi theo cô thì hai người phải sống thật hạnh phúc chứ. Tôi chắc chắn ấy, sau lưng anh ấy, cô ta còn cặp bồ với đầy người khác đấy. Thế này là thế nào? Đó. Anh phải nghe tôi nói đã. Này, cô em. Này, cô nói năng cho cẩn thận. Này, thấy cô em đáng thương nên sẽ nói cho cô em biết một sự thật nhé. Chị và chồng cô em ấy chẳng có cái mối quan hệ nào. Này, cô đừng có nói láo. Rõ ràng là chính mắt tôi đã nhìn thấy rồi cơ mà. Phải, đúng là cô em nhìn thấy thật, nhưng mà chỉ là diễn. Diễn á? Làm sao mà như thế được? Đúng là như vậy đấy. Chính chồng cô em đã thuê chị đây này để diễn cho cô em xem một vở kịch hay. Chắc là do chồng cô em chán cô em rồi nên làm như vậy để dễ dàng chia tay đấy. Hiểu chưa? Sao? Diễn, tôi cũng không biết là anh ta làm như vậy có mục đích gì nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là có mục đích riêng của anh ta đấy. Nhưng mà cô em nên tìm hiểu đi. Tôi và anh ta ấy chẳng có cái mối quan hệ nào cả. Chẳng quen biết nhau. Thế nhá. Thôi, kệ cô ta đi. Mình đi thôi. Ông kìa. Làm sao mà có thể như thế được? Anh ta thuê cô ta để... Cô em đi đâu đấy? Này, sinh thế mà câm à? Tôi không quen anh. Không quen á? Không quen thì từ từ sẽ quen thôi. Anh mà không tránh ra ấy, tôi hét lên đấy. Thế thì tôi lại nói cho cô em biết này. Đây là đoạn đường vắng ấy. Cô em có hét từ giờ sáng mai không ai cứu đâu nhá. Nào. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Buồn này. Em có sao không? Tôi cảm ơn. Mày ơi. Anh làm cái gì đấy? Anh ơi. Có ai không? Anh ơi, anh có làm sao không ạ? Anh ơi. Anh chứ. Anh, tại sao lại là anh? Anh, có ai không? Gọi cho tôi cái xe cứu thương ơi. Anh ơi, anh tỉnh lại đi. Vết thương này thì chỉ ngoài da thôi, do anh ấy choáng quá nên ngất đi. Nhưng mà vết thương này thì không đáng ngại, cô đừng lo. Điều mà đáng lo hơn ấy là cậu ấy bị ung thư máu. Chắc là cậu ấy không nói với cô. Hiện tại chúng tôi chưa tìm được người hiến tủy phù hợp. Đây mới là điều thực sự đáng ngại. Thời gian này ấy, cô cố gắng động viên cho cậu ấy nhé. Anh, để em đỡ. Anh Linh, anh xin lỗi. Không phải là lỗi của anh, là lỗi của em. Là lỗi của em do em đã không nhận ra.
tất cả là lỗi của anh. Anh đã làm em khổ. Anh khỏe, anh sẽ đi ngay. Anh còn định giấu em đến bao giờ nữa? Em đã biết hết mọi chuyện rồi. Cô ta đã nói với em, hóa ra anh chỉ thuê cô ta. Linh à, Tại sao anh lại làm như thế? Anh coi em là cái gì? Em có phải là vợ của anh không? Bởi vì anh sợ. Anh sợ phải làm em khổ. Anh sợ em phải chứng kiến cảnh anh rời xa em. Điều anh lo lắng nhất là em sẽ lưu luyến anh và sẽ không tìm cho mình một hạnh phúc mới. Đồ ngốc, anh nhất định sẽ khỏe mà, để còn sống tiếp với em. Anh xin lỗi, anh hứa anh sẽ không rời xa em nữa đâu.